Hello cả nhà, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Rồng Vlog. Thì cả nhà coi như là hiện bây giờ là Nguyên Rồng đã có mặt ở trong cái khu một cái khu nghỉ địa. Mà khu nghỉ địa này là hôm trước là mình có quay một tập ở trong đó rồi cả nhà. Thì hôm trước mình quay ở trong đó là cái ngôi mộ của thiếu nữ 16 tuổi. Và hôm nay mình trở lại khu này thì mình sẽ vào đó để mình tìm cái ngôi mộ nào đó nhỏ tuổi thì mình sẽ đặt camera nha cả nhà. Thì thì hôm nay mấy hôm nay chờ trên này thời tiết nó thay đổi cho nên mình đã bị cảm cả nhà. Giờ cuốn họng cứ khàn khàn, nói chuyện nó kiểu như nó bị khan tiếng vậy đó. Thì mong cả nhà thông cảm. Thì ok, bây giờ mình cùng đi thôi cả nhà. Thì nãy giờ mình ngồi ở trong cái gần cái chỗ cái gò mối này cả nhà. Đây cái cho cả nhà cùng xem một cái gò mối khá là lớn. Thì nãy giờ mình đang ngồi ở trong cái khu gò mối nè. Thì cái gò mối cũng khá là lớn, cao. Thì nó cao tầm khoảng 1 mét mấy cả nhà. Bên này cũng có nè, bên này cũng có một cái. Đây kêu bằng như cái núi luôn á. Thì coi như là ở trước mặt mình nó cũng có một cái gò mối luôn cả nhà. Thì mình những lần trước mình vào đây thì mình thấy có một cái ngôi mộ của một người con gái cả nhà, mất năm 23 tuổi. Thì mình nói chung thì hôm nay mình quyết định là mình sẽ đặt camera vào một cái ngôi mộ này cả nhà. Thì những lần trước mình vào đây thì mình không có đặt camera vào cái ngôi mộ này. Thì cho cả nhà cùng xem. Đây là coi như là cái ngôi mộ này. Thì mình sẽ nói cái nhà coi như là ngôi mộ này là mất 23 tuổi. Nhưng mà cũng cái thời gian mất là cũng khá là lâu rồi cả nhà. Mất năm 1999 thì là thời gian mất cũng khá lâu. Ở đây thì hôm trước mình thấy có cái ngôi mộ này cũng là một thanh niên mất 17 tuổi nữa cả nhà. Nhưng mà nó nằm ở trong cái góc hẹp của cái ngôi mộ cổ nè, cho nên mình không có đặt camera được. Lần trước thì mình có đặt ở đây, có đặt cái ngôi mộ của cô bé 16 tuổi ở đây. Thì ok, bây giờ mình xin tạm tắt camera để mình tìm góc nào đó mình đặt camera cả nhà. Thì cả nhà nãy giờ mình đã chuẩn bị coi như là nhang đèn lại bánh cả nhà. Giờ mình sẽ đến đó để mình đốt đèn cầy và mình thắp hương cả nhà.
Thì bây giờ mình sẽ đi ra ngoài cả nhà. Chờ hôm nay nó cũng gió nhiều quá nha, cho nên mình đã để cái đèn led đi lại để cho độ sáng nó được ok hơn khi mà gió nó tắt càng cày. Thì mình đi ra ngoài cũng khá xa cả nhà. Bây giờ mình sẽ tắt camera này để chuyển qua camera bên kia cả nhà.
Thì mình ở đây nãy giờ cũng khá là lâu cả nhà. Thì mình đứng cách xa cái chỗ nó cũng rất là xa. Và bây giờ thì mình sẽ đi vòng đó cả nhà. Thì cả nhà ơi, nãy giờ mình ở ngoài kia mình cũng không biết trong này nó có hiện tượng gì hay không. Nhưng mà mình khi mình vào thì mình thấy cũng bình thường cả nhà. Nói chung thì những cái đèn cầy nè, với lại như nhang, bánh thì cũng rất là bình thường, không có gì thay đổi hết cả nhà. Thì hôm nay thì mình thấy trong này chắc tâm linh không có hiện hữu nữa đây cả nhà. Thì ok, bây giờ mình xin tạm ngưng camera và mình sẽ dọn dẹp những đèn cầy này cả nhà. Thì cả nhà, mình đã dọn dẹp xong những cái đèn cầy rồi. Thì đĩa bánh mình sẽ bỏ lại đây. Thì mình nếu mình về mình sẽ xem video lại cả nhà. Ủa sao chai nước suối này nằm đây ta? Mình nhớ nó nằm như đâu trong này người ta. Thì ok cả nhà, để mình về mình xem video lại coi có hiện tượng gì hay không. Chứ mình thấy có chai nước suối sao tự nhiên nó nằm đây ta. Thì ok cả nhà, xem cả nhà có thấy hiện tượng nào đó thì cả nhà hãy comment bên dưới cả nhà. Và cả nhà đừng quên đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và bây giờ mình xin kết thúc clip đây. Mình chúc cả nhà có một đêm ngon giấc. Chào tạm biệt cả nhà.